Cả anh chị các bạn, video này là video mới nhất của tháng 7 năm 2023. Và đây là sẽ là một video rất là đặc biệt bởi vì nó dành riêng cho bộ phận hoặc là phòng kinh doanh của các doanh nghiệp SME, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những bạn đang khởi nghiệp, những bạn đang mới bắt đầu và làm kinh doanh. Các tập đoàn lớn thì họ cũng có thể áp dụng được. Tuy nhiên thì các tập đoàn lớn thường thì họ đã có những cái bộ phận rất là chuyên nghiệp và những cái chương trình đào tạo rất là chuyên nghiệp, có thể họ sẽ mời những cái chuyên gia hàng đầu về kỹ năng bán hàng, về thị trường, họ sẽ đào tạo cho các bạn. Thế còn những cái doanh nghiệp SME, những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ rất là thiếu về nguồn lực, thiếu về con người, thiếu về kinh nghiệm, thiếu cả về tri thức nữa. Thế thì cái video này thì tôi xây vào tháng 7 năm 2023 và được dựa trên một cái tài liệu mà tôi đi dạy cho các cái CEO, CCO, tức là những cái giám đốc điều hành cũng như là giám đốc kinh doanh. Một cái chuyên đề là xây dựng bộ phận hoặc là phòng kinh doanh hiệu quả giúp chúng ta tăng trưởng doanh số bán hàng. Và nó đặc biệt ở chỗ là slide thì rất là đẹp và chuyên nghiệp và video thì rất là dài. Tôi hướng dẫn rất là kỹ. Một cái bài giảng này tôi giảng trong 2 buổi, mỗi buổi 3 tiếng, tổng là 6 tiếng. Nhưng vì làm video nên tôi sẽ cố gắng quay trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các bạn xem và các bạn có thể lưu lại, các bạn có thể liên hệ với giảng viên là tôi để được tư vấn, trợ giúp, cố vấn cho các anh chị và đào tạo cho các anh chị nếu các anh chị có nhu cầu. Thế thì cái như tôi đã nói là cái video này, cái bài giảng này thì dành cho các phòng kinh doanh, trưởng bộ phận kinh doanh hoặc là những nhân viên kinh doanh, các anh chị muốn xây dựng cái phòng kinh doanh của mình trở nên hiệu quả hơn và tăng trưởng doanh số bán hàng. Trong cái bối cảnh năm 2023 thì có rất nhiều những cái khó khăn, ví dụ như là kinh tế vĩ mô gặp nhiều hạn chế, tăng trưởng kinh tế vĩ mô GDP thì tăng trưởng thấp, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, ngân hàng thì dư tiền mà không cho vay được, lãi suất điều chỉnh lên xuống liên tục, tất cả các ngành nghề đều có bị giảm từ 50-70% doanh số, khá là nhiều. Tất nhiên cũng có những cái ngành đặc biệt, những có những cái người đặc biệt không bị giảm hay chưa bị giảm. Đã, nhưng mà phần lớn những khách hàng mà tôi đang làm việc hoặc là tôi biết thì họ bị suy giảm rất nhiều. Có những khách hàng có 5 cái showroom ô tô ở trong một cái tỉnh miền Nam thì nói với tôi là một tháng có khi bán được 1-2 cái xe. Đấy, đã ký hợp đồng với tôi để tư vấn và đào tạo rồi. Đó, mà tôi thấy là cái doanh số nó khủng khiếp quá, thấp quá, đúng không ạ? Thị trường rất là khó khăn. Vâng, đấy là những cái bối cảnh chúng ta thấy là thị trường nó khó khăn. Rồi thì kinh tế chính trị, đúng không ạ? Có những cái chiến tranh ở đâu đó, tôi không tiện nêu tên, đúng không? Rồi thì cạnh tranh giữa Việt Nam với các nước láng giềng, vân vân. Thì nó làm cho cái yếu tố thị trường nó trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi các cái bộ phận kinh doanh, phòng ban kinh doanh, đội nhóm kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nỗ lực gấp 2 lần, 3 lần để có thể đạt được cái kết quả như cũ hoặc đạt được 80% kết quả như cũ. Còn nếu mà chúng ta vẫn làm như cũ mà chúng ta mong muốn có kết quả tốt hơn thì rất là khó. Bởi vì chúng ta có một cái lực kéo rất mạnh từ thị trường là kinh tế vĩ mô rất là xấu, người tiêu dùng thắt giảm chi tiêu, rất nhiều người đều gặp những cái khó khăn về bán hàng, sản lượng sụt giảm, đúng không? Vâng. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh thì chắc là các bạn biết rồi. Hiện nay thì tôi đang là giảng viên đại học của một trường đại học lớn tại Hà Nội. Tôi giảng dạy năm nay là năm thứ 16, và từ 2008 chuẩn bị khai giảng năm học mới đây. Vâng. Và tôi cũng có làm ở một công ty chuyên về đào tạo, tư vấn và triển khai các cái giải pháp về kinh doanh online và marketing online, chạy quảng cáo Facebook, Google, TikTok, xây kênh, phát triển về các cái yếu tố thương hiệu, nhân hiệu, vân vân. Và hiện nay thì tôi mới được mời cố vấn các hoạt động kinh doanh và marketing cho công ty xuất nhập khẩu Kim Phát, với một cái dòng sản phẩm là keo silicon có thương hiệu là NASA. Vâng. Về học vấn của tôi thì
học vấn cao nhất của tôi hiện nay đang là ở trình độ MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế của Đại học Nice của Cộng hòa Pháp. Và tôi cũng có hai bằng luật là cử nhân luật và thạc sĩ luật kinh tế của Đại học Luật Hà Nội, chính quy đàng hoàng đấy ạ. Và hiện nay thì tôi cũng đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại. Và hy vọng là trong 1-2 năm tới thì tôi cũng sẽ hoàn thành chương trình này. Thông tin cá nhân của tôi, các bạn có thể Google search hoặc là Facebook search, các bạn sẽ ra ngay. Số điện thoại của tôi là 0989 623 858. Số này tôi dùng từ năm 2004 đến bây giờ. Và tôi dám công khai cái số này cho tất cả mọi người. Mọi người có thể liên hệ qua Zalo, iMessage hoặc là gọi điện, đúng không ạ? iMessage gửi trên di động đó. Website của tôi là pamarketing.vn và kênh YouTube của tôi là PA Marketing. PA có nghĩa là Phan Anh, là tên tôi. Đấy chứ ạ? Và Facebook cá nhân của tôi là facebook.com/phananhonline. Tôi cũng có fanpage nhưng mà tôi ít sử dụng. Fanpage chủ yếu là dùng để chạy quảng cáo. Các bạn chat với tôi qua Facebook cá nhân thì sẽ dễ thấy hơn. Profile của tôi đó là địa chỉ là pamarketing.vn / giảng viên / Phan Anh. Các bạn nhìn thấy. Vâng. Nếu mà các bạn có bất kỳ cái nhu cầu nào về kinh doanh, về marketing, về bán hàng, về tăng trưởng doanh số, về xây dựng thương hiệu ở trên các nền tảng internet thì các bạn có thể liên hệ với tôi. Được chưa ạ? Vâng. Và để không mất thời gian nữa thì tôi sẽ bắt đầu phần trình bày của tôi với các bạn. Vâng. Mục lục về phần trình bày ở đây nó gồm có 6 phần. Thứ nhất là mô hình kinh doanh, thứ hai là các cái nguyên lý tăng trưởng của hoạt động kinh doanh, thứ ba là năng lực cạnh tranh cốt lõi. Chúng ta phải xác định được năng lực cạnh tranh cốt lõi thì chúng ta mới có thể thúc đẩy được hoạt động kinh doanh của mình vượt trội, đúng không ạ, dẫn đầu thị trường, vân vân. Thứ tư đó là các cái mục tiêu, thiết lập các cái mục tiêu về kinh doanh, các chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả từ kinh doanh cho đến chi phí, cho đến nhân sự, cho đến sản phẩm, đến marketing bán hàng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh. Và mục số 5 là chúng ta sẽ xây dựng bộ phận kinh doanh, ví dụ như là bao nhiêu nhân sự ở những vị trí nào, trả lương ra làm sao, vân vân. Và thứ 6 đấy là chúng ta cũng sẽ đưa ra các cái quyết định chiến lược để chúng ta xây dựng cái bộ phận này nó hiệu quả. Có một số những cái slide nó cái phần góc bên trái này nó sẽ bị mất một số chữ thì các bạn thông cảm, bởi vì tôi đang để cái phần hình ảnh của tôi để cho các bạn thấy là đang nói chuyện với tôi nó đỡ nhàm chán, đỡ vui, đúng không ạ? Chứ tôi tắt đi cũng được nhưng mà xem cái video nó sẽ hơi buồn. Và slide này tôi làm, tôi như tôi đã nói là slide tôi làm rất là đẹp, và các bạn có thể xin cái tài liệu này hoặc là mua cái tài liệu bộ video này, tôi có thể gửi cho các bạn. Vâng. Đầu tiên thì ta sẽ nói về mô hình kinh doanh đã. Đấy. Thế thì khi mà tư vấn cho các doanh nghiệp thì tôi luôn hỏi rằng là, thế thì cái sản phẩm, cái dịch vụ mà các anh chị bán là cái mô hình các anh chị bán như thế nào? Các anh chị bán B2B là bán buôn, hay là các anh chị bán B2C là bán lẻ, hay là kết hợp cả B2B lẫn B2C? Các anh chị bán truyền thống hay là các anh chị bán trên internet? Truyền thống tức là đi phát triển các đại lý, có thể hiểu đấy là truyền thống. Các anh chị có thể phát triển kênh C2C, các cá nhân cộng tác viên bán hàng, đúng không ạ? Và kinh doanh trên internet, chúng ta bán lẻ thuần túy ở trên internet thông qua Facebook, thông qua website, thông qua Zalo, thông qua các cái app là app chúng ta viết hoặc là app của các cái công ty khác, thông qua các cái trang web bán hàng ra nước ngoài như là Amazon, như là Alibaba, và thông qua TikTok. Đấy. Thì chúng ta phải xác định rõ là cái mô hình chúng ta bán buôn hay bán lẻ. Mà chúng ta phải nhớ rằng là đã ăn xôi thì thôi cơm tẻ. Tức là chúng ta đã xác định bán buôn thì thôi, chúng ta đừng bán lẻ nữa. Nhiều người cũng tham muốn bán lẻ. Thế thì khi mà chúng ta bán lẻ thì cái người bán buôn ấy, người ta rất là sợ. Người ta sẽ nghĩ rằng là ồ, vậy thì người ta cũng bán lẻ như vậy, thì tôi nhập hàng của các anh chị và các bạn về thì tôi sẽ bán làm sao, đúng không? Tôi rất là khó khăn, tôi không thể bán được. Đấy, họ sẽ tạo ra một cái sự nghi ngờ rất là khó cho chúng ta. Tất nhiên chúng ta muốn bán lẻ thì chúng ta vẫn có những cái giải pháp
Ví dụ như là chúng ta phải bán giá niêm yết công khai, còn đại lý người ta được quyền bán giá rẻ hơn. Hoặc là chúng ta sẽ phải hỗ trợ khách hàng có khách lẻ, chúng ta đưa thẳng đến đại lý của chúng ta. Hoặc là chúng ta cũng có thể là thay đổi nhãn hiệu. Ví dụ như là tôi bán buôn sản phẩm iPhone, nhưng mà tôi sẽ nghĩ ra một cái sản phẩm khác, ví dụ như là P-phone, Phan Anh Phone, P phở, không phải là P-phone của anh Quảng đâu. Thì cũng như vậy tôi lại bán lẻ. Các bạn để ý là chúng ta thấy là không thể nào hoặc là rất khó để có thể duy trì cả hai mô hình bán buôn và bán lẻ được, hoặc là chúng ta rất khó để duy trì bởi cả cái việc là phát triển kênh, phát triển chuỗi cộng với online mà chúng ta làm được hết, trừ khi là chúng ta rất lớn, có sức mạnh rất mạnh trên thị trường. Mà hầu hết các doanh nghiệp SME, tức là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, thì rất yếu, không có sức mạnh. Cho nên chúng ta xác định mô hình ở đây có nghĩa là chúng ta hãy chọn một cái mô hình kinh doanh, một cái nhóm khách hàng mục tiêu cụ thể, và chúng ta đánh vào nhóm khách hàng đấy trước. Món nào ngon ăn trước, xác định đã là ăn xôi thì thôi cơm tẻ. Kể cả chúng ta làm bán buôn hay chúng ta làm bán lẻ thì chúng ta vẫn phải sử dụng các cái công cụ internet, ví dụ như Facebook, như TikTok, như là website, như Zalo, như YouTube, Google, vân vân, để hỗ trợ marketing, để hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, khách buôn, khách lẻ đều tìm ở trên mạng, nó rất là nhanh, để tăng cái tốc độ, để tăng cái quy mô, để tăng cái sản lượng. Nha. Trong chiến lược kinh doanh của chúng ta là phải có cái phần liên quan đến internet, liên quan đến mạng xã hội, liên quan đến kinh doanh online. Ở đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài ví dụ. Chẳng hạn như là cửa hàng Amazon Go, họ sẽ thiết lập một cái mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Cửa hàng Amazon Go gọi là cửa hàng mà không có người bán, không có người thu ngân. Họ sử dụng hoàn toàn các yếu tố công nghệ. Chúng ta đi vào cửa hàng, sau đó là chúng ta lấy hàng, sau đó chúng ta đi ra. Thì cái app Amazon Go nó sẽ tự tính đơn hàng, nó sẽ tự tính tiền và nó trừ tiền trên app của chúng ta. Tôi lấy cái ví dụ này để làm gì? Muốn nói rằng là khi có một cái mô hình kinh doanh mới thì chúng ta sẽ có thêm những cái cơ hội tăng trưởng. Trước đây Amazon chỉ bán lẻ trên nền tảng trực tuyến, đó là thông qua cái trang web amazon.com hoặc là ở các quốc gia khác như là .gp, .ge đó, hoặc là thông qua app, tức là thông qua những cái bộ cài ở trên điện thoại di động. Thì đấy là phương thức mua rồi, nhưng nó vẫn là nền tảng trực tuyến và thuần túy. Bọn tôi gọi nó là mô hình là thương mại điện tử thuần túy, bởi vì nó không có cửa hàng truyền thống. Thế nhưng mà khi nó đã bá chủ ở trên thị trường online rồi thì nó lại quay ra nó làm cửa hàng truyền thống, bằng chứng là nó mở Amazon Go. Nhưng mà Amazon Go nó lại kết hợp với yếu tố công nghệ và nó làm mới, tức là giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Rồi nó có nhiều tiền, nó lại mua lại chuỗi Whole Foods, chuyên bán thức ăn, rồi đồ ăn, rồi các cái đồ dùng cao cấp. Và đây cũng là một cái chuỗi rất là mạnh ở Mỹ. Tôi cũng đã ăn trưa, ăn tối ở cái trong cái siêu thị Whole Foods này rồi. Họ bán cái thức ăn chín rất là ngon. Và bây giờ Winmart của Masan ấy cũng bắt chước cái mô hình này, cũng có những cái bếp trung tâm ở trong siêu thị cung cấp cái thực phẩm chín rất là hay. Vâng, tôi muốn lấy một cái ví dụ như vậy để cho mọi người hình dung ra là khi mà chúng ta thiết lập một cái mô hình kinh doanh, có thể là chúng ta phải xác định là chúng ta sẽ tạo ra một cái cuộc chơi hoàn toàn mới và chúng ta sẽ phát triển chuỗi, chúng ta có những cái lợi thế nhất định. Ok. Amazon thì có thể giao hàng thông qua tủ thông minh Smart Lock. Thế là họ sẽ để hàng vào đây. Sau đó là chúng ta mua hàng trên mạng, chúng ta đến đây lấy. Tôi cũng đã vào những cái chỗ này tôi xem rồi. Đó là những cái mô hình, đó là những cái giải pháp về mặt kinh doanh để nó thúc đẩy cái hoạt động kinh doanh. Nếu bạn không có những cái giải pháp như này thì doanh số nó không thể tăng mãi được. Nó chỉ tăng được thế này thôi. Đúng không ạ? Cho nên là nó không có một cái giới hạn nào cả. Đấy, hoặc là Amazon nó có cả đây ạ, các bạn nhìn thấy bên phải màn hình là Amazon Prime, tức là nó có thể giao hàng bằng máy bay không người lái, tiếng Anh nó gọi là drone. Một cái thiết bị bay, nó có thể mang một cái hộp và nó chở xuống tới địa chỉ của khách hàng, và chính xác đến tuyệt đối, gần như là mức độ chính xác đến 1 mét luôn. Vâng,
Hoặc là ở Việt Nam người ta có một cái chuyện gần đây người ta nói là công ty VinFast đúng không ạ, sản xuất xe hơi, thì trên thế giới chưa bao giờ có một công ty nào vừa sản xuất xe hơi lại vừa kinh doanh taxi, và chưa bao giờ thấy có một mô hình như vậy. Tuy nhiên thì VinFast cũng đã rất là mạnh dạn đưa ra công ty taxi xanh SM đúng không ạ, vâng, nửa Anh nửa Việt, công ty là SM là Smart Mobility, xong nó lại có chữ xanh, vâng. Thế thì có thể cái mô hình đấy chưa có ở trên thế giới, nhưng không sao cả. Chưa có không có nghĩa là bạn sẽ thất bại. Chưa có không có nghĩa là bạn không thể làm. Đúng không ạ? Vâng. Thì tôi đánh giá là cái việc mà tạo ra một cái mô hình mới rất là tốt. Taxi thì giúp cho khách hàng trải nghiệm được sản phẩm. Taxi giúp cho cái việc cái xe của VinFast nó xuất hiện ở ngoài đường nhiều hơn và nó hình thành nên nhu cầu. Ví dụ như là tôi cứ cầm cái điện thoại trên tay kè kè như này, đúng không? Đấy, thế thì bạn cứ nhìn thấy tôi cầm cái điện thoại này nhiều, bạn đi ra ngoài ai cũng nhìn thấy người ta dùng iPhone, thì dần dần bạn cũng muốn sử dụng iPhone, dần dần bạn cũng muốn sử dụng iPhone. Đó là một cái yếu tố ở trong tâm lý học hành vi, người ta sẽ muốn sở hữu cái sản phẩm như vậy. Vâng. Hoặc là chúng ta cũng có thể là chỉ bán hàng ở trên online, thông qua các nền tảng như Facebook, như TikTok, như Shopee, vân vân. Bán hàng bằng livestream, bán hàng bằng chạy quảng cáo, bán hàng bằng đăng bài trên hội nhóm, vân vân. Đều có thể bán được, bán sản lượng lớn luôn. Đấy. Rất nhiều những cái nền tảng, hoặc là chúng ta cũng có thể bán hàng ra nước ngoài. Chúng ta có thể bán hàng ra nước ngoài thông qua SC, Amazon, thông qua Twitter, thông qua Alibaba, Amazon, eBay, vân vân, nhiều cái nền tảng thương mại điện tử. Chúng ta có thể bán sang Mỹ, bán sang châu Âu, bán sang Nhật, bán sang Hàn, bán sang các khu vực Đông Nam Á. Vâng, thì sau này tôi sẽ làm những cái video nói về việc là bán hàng sang nước ngoài sau. Còn video này tôi sẽ tập trung vào việc là xây dựng cái bộ phận kinh doanh, phòng kinh doanh hiệu quả, đúng không ạ? Chúng ta thiết lập mô hình xong. Ví dụ như là chúng ta thấy là mô hình của Grab hay mô hình của Airbnb, đó là mô hình economy sharing, tức là một cái nền kinh tế chia sẻ. Thế chúng ta là gì? Chúng ta là ví dụ nhìn thấy đây, chúng ta là Airbnb, thì chúng ta tạo ra một nền tảng. Đấy, sau đó thì sẽ có những cái host, tức là những người là chủ, và sau đó là visitor, là những người là khách. Hoặc tương tự ở đây là Grab đúng không ạ? Thì ở đây là những người mà lái xe, driver, và đây là những cái người là khách hàng, customer, những người thuê xe. Đấy, thế thì họ sẽ đặt hàng, họ sẽ đặt cuốc xe, họ đặt phòng đúng không? Thế sau đó thì dữ liệu này được chuyển đến cho chủ chủ nhà, chủ phòng hoặc là chủ xe, xe máy ô tô. Đấy, thế là hai bên vận hành, và sau đó thì nó ở giữa nó thu phí, nó kiếm 15-20% cái phí giao dịch. Đấy, nhưng mà nó kiếm 15-20% của hàng triệu triệu các cái giao dịch mỗi ngày. Đấy, thế thì họ sẽ kiếm được cái số lượng tiền rất lớn dựa trên một cái số lượng đơn hàng rất lớn. Mỗi ngày họ có thể xử lý hàng triệu, hàng trăm triệu những cái order như vậy, những cái yêu cầu như vậy. Các bạn biết rằng Airbnb nó có mặt ở trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đấy là một cái nền tảng chia sẻ chỗ ở rất là mạnh. Khi mà tôi đi Mỹ, tôi cũng thuê nhà, thuê khách sạn ở trên Airbnb. Khi mà tôi đi châu Âu, tôi cũng sử dụng Airbnb. Tất nhiên đấy là tôi sẽ tự đi, còn nếu mà các bạn đi tour thì tour họ sẽ đặt cho họ cho bạn đúng không? Thì đây cũng là một mô hình kinh doanh, bạn phải nghĩ ra một mô hình kinh doanh. Nhưng mà một mô hình kinh doanh này nó cũng đòi hỏi rất nhiều các cái khả năng về tài chính. Vì chúng ta làm thị trường, chúng ta lấy khách hàng, chúng ta lấy người mua, lấy người bán, chúng ta tạo nhu cầu cho khách hàng thì đòi hỏi một lượng tiền rất khổng lồ. Cho nên là tại sao các doanh nghiệp Việt Nam thường không làm được những cái mô hình theo kiểu công nghệ mà số lớn như thế này, bởi vì nó tiêu tốn cực kỳ nhiều tiền. Bằng chứng là các bạn biết đấy, như là VNG đúng không ạ, và chủ sở hữu của Zing MP3, của Zalo, rồi của Tiki vân vân đấy. Tiki cũng là một cái công ty thương mại điện tử nữa, vẫn lỗ rất nhiều đúng không ạ, vì nó chưa chưa thể đạt đến điểm hòa vốn, nó cần phải đầu tư rất nhiều tiền. Ok, thì cái phần thứ nhất là tôi nói về một số những cái mô hình kinh doanh, tức là chúng ta làm kinh doanh là chúng ta phải xác định rõ mô hình kinh doanh nha. Mô hình kinh doanh trả lời cho câu hỏi là chúng ta bán cái gì, bán sản phẩm, bán dịch vụ gì ra tiền,
cho thuê cái gì, cho thuê sản phẩm dịch vụ thì ra tiền, dòng doanh thu của chúng ta đến từ đâu, cái cấu trúc của mô hình kinh doanh là khách hàng là ai, sản phẩm là cái gì, đúng không ạ? Rồi thì dòng tiền đến từ đâu, rồi thì doanh thu, rồi thì chi phí, rồi thì vận hành. Đấy chính là cái nói về mô hình kinh doanh đầu tiên. Thế thông thường thì chúng ta vào sale ở những công ty thì chúng ta đã có sẵn rồi, chúng ta sẽ thấy là cứ thế là tôi mang sản phẩm đi bán thôi. Thí dụ như là bây giờ vào bán là bán điện thoại thì bán thôi, bán cái thiết bị thu âm này, cứ thế là bán thôi. Lập trang web, chạy Google Ads tìm kiếm, chạy quảng cáo Facebook, đúng không? Hay là bán iPad này, cứ thế là bán thôi. Đấy. Thì đôi khi chúng ta không nhìn thấy hết được cái toàn cảnh của một cái thị trường kinh doanh, của một cái mô hình kinh doanh và của một cái bộ phận kinh doanh. Nếu mà chúng ta là trưởng trưởng nhóm, trưởng bộ phận hoặc là giám đốc kinh doanh, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có cái nhìn rộng hơn, bao quát như thế này. Ok, đến phần thứ hai, phần này rất là thú vị, đấy là nguyên lý động lực cho việc tăng trưởng doanh số. Động lực tăng trưởng doanh số, đúng không ạ? Vâng. Tức là cái nguyên lý nào để giúp bạn tăng trưởng doanh số đây? Điều đấy rất là quan trọng. Đấy. Thế thì tôi có một cái câu nói rất là yêu thích. Đấy là đời làm sale thì chỉ nói số thôi. Vâng, tăng trưởng hoặc là chết, đúng không? Cứ trình bày nhiều là hôm nay em đi người ta thế này, hôm nay em đi người ta thế kia. Vâng, thì người ta chỉ ghi nhận kết quả, người ta không đánh giá quá trình. Đời làm sale thì chỉ nói số nhá. Mình có thể ăn nhậu quần quật để có khách hàng, nhưng mà không ra đơn thì người ta vẫn đánh giá mình kém, kỹ năng mình kém, thời gian công sức mình dành cho nó kém. Đấy. Thế thì mình phải hiểu rằng là nguyên lý để giúp tăng trưởng doanh số, giúp bán được nhiều hàng hơn là như thế nào. Ở đây thì tôi sẽ trình bày với các anh chị khoảng hơn 20 cái phương pháp giúp tăng trưởng doanh số. Nhá. Thì mình phải hiểu sâu sắc cái phương pháp, cái nguyên lý này thì mình mới ứng dụng nó được, đúng không? Cứ không thể nào mà cứ tăng trưởng doanh số một cách bừa bãi, hay là cứ thế là tuyển người về là nó tăng trưởng doanh số đâu. Tuyển người về mà không ra đơn thì còn chết nữa, tăng chi phí, đúng không ạ? Vâng. Thứ nhất ở đây các bạn có thể nhìn thấy, đó chính là tăng trưởng nhờ thị trường mới. Vâng, tăng trưởng nhờ thị trường mới. Tức là bây giờ bạn đang bán trong Hà Nội thì bây giờ bạn bán sang các tỉnh lân cận đi, bạn bán miền Bắc, bây giờ bạn bán cả ba miền đi. Bạn đang bán một số tỉnh thì bạn bán nhiều tỉnh hơn đi. Bạn đang bán chỉ ở Việt Nam thôi thì bạn có thể cân nhắc về việc là bán ra thị trường nước ngoài. Đấy. Có thể bán sang Đông Nam Á, bán sang Nhật, sang Hàn, bán sang nước ngoài xuất khẩu. Đơn giản nhất đấy là chúng ta sẽ mở rộng thị trường trong nước. Đấy. Bạn xem là ở cái thị trường mà bạn đang làm, còn những tỉnh nào bạn chưa vào, và bạn muốn vào tỉnh đấy thì bạn phải gặp ai, gặp đại lý nào, gặp nhà phân phối độc quyền nào, nhà phân phối khu vực nào, hay là bạn tự xây lên kênh của mình, bạn mở cửa hàng ở đó, bạn có làm được không thì phụ thuộc vào mô hình. Mô hình của bạn là bạn tự xây hay là mô hình của bạn là sống nhờ. Tự xây ví dụ như Thế Giới Di Động họ tự mở, đúng không? Điện Máy Xanh họ tự mở, FPT họ tự mở, Long Châu họ tự mở, đấy gọi tự xây. Nhưng mô hình thứ hai là tôi đưa hàng vào những cái chỗ này chứ tôi không tự mở đó. Thì phải phụ thuộc vào mô hình và năng lực về tài chính, khả năng kiểm soát của mình. Nhưng mà yếu tố thứ nhất đấy là tăng trưởng nhờ thị trường mới, các bạn hiểu chưa? Vâng. Đấy, chúng ta có thể bán hàng ra thị trường nước ngoài, có thể bán hàng ra thị trường thế giới, bán đồ ra, bán sản phẩm trên trang SC, trang Amazon. Nhưng không nhiều người lựa chọn bán hàng ra nước ngoài, mà kinh doanh, phòng kinh doanh thì chúng ta thấy là thường xuyên là chúng ta bán hàng ở trong nước, thị trường trong nước, được chưa ạ? Thế thì ở cái phần này thì các bạn giúp tôi ở một cái việc thứ nhất, đấy là các bạn xem cho tôi những cái thị trường các bạn chưa vào được. Thứ hai là những cái thị trường đó chưa hiệu quả, các bạn bồi đắp. Tất nhiên không phải tỉnh nào nó cũng hiệu quả như nhau, đúng không? Ví dụ như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì bao giờ nó cũng là những cái tỉnh đông dân và sức mua lớn hơn. Thế còn chẳng hạn như là Cao Bằng chẳng hạn hay Bắc Cạn chẳng hạn thì cái cư dân nó thưa thớt, cái thu nhập nó thấp hơn, rồi thì cái điều kiện đi lại nó xa hơn thì rõ ràng là sản lượng nó bán sẽ không thể bằng được.
thì chúng ta phải chấp nhận và vui vẻ với cái con số như vậy. Được chưa? Chúng ta thiết lập cái con số nó phù hợp. Tiếp theo là chúng ta sẽ tăng trưởng dựa trên các khách hàng mới. À, khách hàng mới. Khách hàng mới thì đương nhiên rồi. À, ở tỉnh khác chúng ta chọn thêm đại lý. Ở trong tỉnh đó chúng ta mở thêm đại lý. Vâng, chúng ta mở thêm nhà phân phối. Thế thì phụ thuộc vào sức mạnh đàm phán của chúng ta và mức độ phổ biến của chúng ta trên thị trường. Nếu như mà chúng ta chưa có 1% thị phần nào, thì cái việc là chúng ta tìm một cái nhà phân phối và họ muốn độc quyền thì đôi khi chúng ta đã phải đồng ý rồi. Đấy. Trong khi đó, nếu mà chúng ta có sức mạnh trên thị trường, chúng ta có hàng nghìn các đại lý rồi, doanh thu của chúng ta lên đến hàng nghìn tỷ rồi, chúng ta chiếm 70-80% thị phần rồi, thì chúng ta không cho phép đơn vị nào độc quyền cả. Đấy. Chúng ta yêu cầu là mở rộng bán hàng. Và mỗi người chỉ bán một khu vực. Từ đó chúng ta dễ kiểm soát hệ thống hơn, chúng ta giảm sự phụ thuộc, giảm sức mạnh của một nhà phân phối hay là một đại lý. À, nhưng mà nguyên tắc tăng trưởng nhờ khách hàng mới đó gì? Đi tìm thêm khách hàng mới. Đúng không ạ? Và đi tìm thêm khách hàng mới ở các tỉnh khác, ở các thị trường khác. Đó. Thì cái này là đương nhiên rồi. À, chưa bán online thì bây giờ bán online. Đúng không ạ? Chưa vào miền Nam thì bây giờ vào miền Nam. Đó. À, thứ ba, đấy là tăng trưởng nhờ khách hàng cũ. À, cái này thì bình thường thôi. Thì chúng ta có những khách hàng cũ, chúng ta bao giờ có danh sách khách hàng rồi. Đúng không? Thế thì chúng ta phải xem xét từng tháng, từng quý, từng năm họ đã bán hàng như thế nào, vấn đề họ đang gặp phải là gì, và giúp họ tăng trưởng lên 10-20% so với năm ngoái hay là 50% so với năm ngoái. Đó. Thì rõ ràng chúng ta phải có số liệu, chúng ta phải có kế hoạch, chúng ta phải có phương pháp, chúng ta phải có chương trình cho họ, chứ không phải là đưa vào file Excel kéo duyệt một cái là nhân với 1.5 cái là nó lên doanh số. Không, giữ được doanh số như năm ngoái cũng đã là khó rồi, chứ đừng nói là còn tăng trưởng được nhiều nữa nhá. Khi chúng ta làm với một khách hàng cũ là chúng ta phải có kế hoạch, phải có chương trình, phải có khuyến mại, phải có hỗ trợ, và làm việc rất nghiêm túc, chăm sóc họ kỹ hơn và lắng nghe các yêu cầu của họ, rồi đi thị trường cùng họ. Hiện nay có rất nhiều các cái CEO cũng như là các CCO, tức là giám đốc kinh doanh, giám đốc điều hành, hoặc là những người mà có quyền cao chức trọng, là chỉ có ngồi máy lạnh xem báo cáo và không hiểu thị trường. Đúng không ạ? Chúng ta phải đi ra thị trường, chúng ta chiến đấu cùng với thị trường, chúng ta mới thấy là khó khăn như thế nào, để chúng ta tháo gỡ, để chúng ta đưa giải pháp. Và liên tục chúng ta phải có được những cái giải pháp mới. Rồi, thứ tư, đấy là chúng ta cũng sẽ tìm những cái sản phẩm khách hàng là đang không phát sinh doanh số. Trong quá trình kinh doanh có rất nhiều khách hàng biến mất, khách hàng không làm việc với chúng ta nữa. Và tôi tin rằng rất nhiều người mà nếu đang xem video này là rất nhiều người là không biết rằng vì sao khách hàng đã biến mất, không biết rằng vì sao khách hàng không lấy sản phẩm của mình nữa. Thì cái lượng này cũng nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta sẽ phải rà soát những khách hàng nào không phát sinh doanh số thì chúng ta phải biết là vì sao. Ví dụ như họ chuyển đổi nghề nghiệp thì thôi mình không bán nữa, nhưng mà họ vẫn đang bán, nhưng họ lại bán của đối thủ, họ lại nhập của đối thủ vào, thì rõ ràng là các bạn đang kinh doanh không tốt, sản phẩm của các bạn đang không tốt, dịch vụ của các bạn đang không tốt, mối quan hệ của bạn với khách hàng đang không tốt. Thế nên họ đã không bán cho bạn nữa, không phát sinh doanh số nữa, hoặc là bạn đã làm cho họ những cái quả này quả khác, vố này vố khác, họ không đỡ nổi, đúng không? Đấy, treo đầu dê bán thịt chó, làm ảnh hưởng đến thương hiệu, làm ảnh hưởng, làm họ mất tiền. Đấy, không uy tín với họ nha. Thì sale ngồi làm lại cho tôi. Đấy, là khách cũ như thế nào, làm sao để tăng được, khách cũ không phát sinh doanh số làm sao để tăng được, chứ không phải các bạn cứ hùng ngục các bạn đi ra thị trường, các bạn đến chào, các bạn nói dăm câu ba điều xong các bạn đòi chốt được. Thời kỳ rất khó khăn nên các bạn càng phải tinh nhuệ, càng phải có số liệu phân tích, càng phải có chiến lược cho từng cái khách hàng như vậy. Rồi, tiếp tục, đó là số 5, đấy là chúng ta sẽ tăng tốc độ tái mua sản phẩm, tăng tốc độ sử dụng sản phẩm nhiều hơn, dịch vụ nhiều hơn. Đấy. Ví dụ như vậy là chúng ta
có thể đưa ra cái lời khuyên là gội đầu 2 lần cho sạch. Bình thường gội đầu được gội 1 lần là được rồi, nhưng mà người ta quảng cáo là có thể gội 2 lần để sạch hơn. Thực ra đấy là một cái mẹo để giúp khách hàng là gì, tiêu xài sản phẩm nhiều hơn thì nó sẽ tăng cái mức độ tiêu thụ, và từ đấy họ sẽ nhanh hết và họ sẽ tái mua nhiều hơn. Và chỗ này thì chúng ta cần phải tập trung vào giá trị khách hàng trọn đời, giá trị khách hàng trọn đời. Đặc biệt là mô hình B2B thì khách hàng giá trị còn trọn đời của khách hàng rất là lớn, bởi vì họ đã nhập hàng thì họ nhập ngày này qua tháng khác, họ nhập tháng này qua năm khác, và họ ăn đời ở kiếp với mình nếu như mình vẫn kinh doanh thành công, đúng không? Có thể mối quan hệ có thể lên tới 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí là 20 năm trong công việc kinh doanh. Đó. Tập trung vào giá trị khách hàng trọn đời. Thì giá trị khách hàng trọn đời được tính bằng công thức, đó là số lượng đơn hàng mua của khách hàng bình quân trong năm, nhân với giá trị mua bình quân cho mỗi lần mua, và nhân với số năm mà họ trở thành khách hàng, họ là khách hàng trước khi họ không mua nữa hoặc là họ đổi sang đối thủ khác, đúng không? Thế thì mình tập trung vào cái gì? Cái giá trị đơn hàng, mình tập trung vào cái thời gian họ là khách hàng của mình. Mà muốn họ là khách hàng lâu thì mình phải có các cái chương trình chăm sóc khách hàng. Mình cứ nói là chăm sóc khách hàng nhưng chăm sóc cái gì, đúng không? Đấy, rồi mình phải đổi mới sản phẩm. Đấy, đây, mục số 6 là mình phải tăng trưởng nhờ sản phẩm mới. Đấy, thí dụ như là Apple thì bán điện thoại xong rồi thì bán máy tính bảng, bán máy tính xách tay, xong thì bán đồng hồ, xong bây giờ lại bán cả kính VR, đúng không ạ? Thế rồi có thể trong tương lai nó lại còn bán cả ô tô, nó bán rất nhiều thứ khác nữa, và bán tai nghe. Thì cứ mỗi thứ thêm một tí thì nó sẽ tạo thành hệ sinh thái và nó sẽ tăng doanh thu cho cả công ty lên. Nhưng mà cái việc mà lựa chọn sản phẩm thì nó phải phù hợp với tập khách hàng và phù hợp với nhóm ngành nghề sản phẩm nhé. Thế bây giờ đang bán thời trang lại tự dưng lại đi nhập cái cốc nước này về bán thì rõ ràng là nó không ăn nhập và mất rất nhiều công sức để chúng ta bán. Chúng ta đang bán quần áo như này, tôi lấy ví dụ rồi, đúng không? Thì chúng ta bán thêm giày dép, bán thêm dây lưng, bán thêm ví da, bán thêm mỹ phẩm nam giới thì có thể được nhé. Hay là như tôi đang nói là cái công ty keo, đúng không? Thì bây giờ đang bán keo silicone thì lại bán thêm các keo dán khác, bán thêm keo xây dựng khác, bán thêm keo kim loại khác, có cái gì là keo bán hết. Sau đó thì bắt đầu lại làm thêm những cái sản phẩm của công ty xây dựng. Đó. Thì tôi nói là đấy là nhờ tăng trưởng sản phẩm. Và sản phẩm phải đổi mới. Ví dụ như là cái iPhone này là iPhone 14 Pro Max, đúng không? Còn nếu bây giờ mà các bạn mà bán iPhone 14 mà vẫn giống iPhone 1 thì tôi mua làm gì? Tôi phải đợi nó hỏng tôi mới mua. Nhưng mà cứ mỗi lúc bạn thay hình giọt nước để thành hình viên thuốc, bạn thay hình tai mèo thành hình tai thỏ, bạn thay ba cái ống kính này thành 4, bạn thay cái 4 cái này thành 5, thế thì khách hàng nó thấy mới mới đấy, rồi ra màu mới, ra mẫu mới, ra công nghệ mới thì nó mới thôi thì mua đi cho nó sành điệu. Thế thì nó mới móc hầu bao ra nó mua. Chứ còn nếu không ấy, sang năm vẫn y chang 10 năm thì nó không mua, nó đợi nó rơi, nó vỡ, nó hỏng nó mới mua. Thế thì 10 năm nó mới mua thì chúng ta chết, chúng ta không có doanh số đâu, mà chúng ta phải làm mới sản phẩm, đúng không? Hoặc là như các bạn biết là tôi cũng gần đây thì tôi cũng rất là thích mặc áo thương hiệu Lacoste, thương hiệu Tommy, đây là những cái thương hiệu bình dân ở nước ngoài thôi, nhưng ở Việt Nam thì nó cũng đổi ra tiền Việt nó cũng khá đắt, nó khoảng 2-3 triệu một cái sản phẩm áo thun, hoặc là 3-4 triệu một cái sản phẩm áo sơ mi. Ok, có thể giảm giá thì còn 1,5-2 triệu gì đấy tùy. Thế thì tôi thấy nhé, nó vẫn chỉ là một cái áo thun, cái áo Lacoste để tôi mặc này, thế nhưng mà nó có rất nhiều màu xanh đỏ tím vàng, da cam các thứ, màu đen màu trắng, màu gì cũng có. Thế rồi thì nó kẻ caro, rồi nó kẻ vai kẻ dọc, rồi nó kẻ lên kẻ xuống, nó làm đồ mặc công sở, nó mặc đồ thể thao. Trời ơi, khi mà tôi thích cái sản phẩm này, tôi vào tôi xem thì nó quá trời là mẫu, đúng không? Ý tôi muốn nói là nó rất là đa dạng, nó luôn khiến chúng ta muốn là mua thêm, bởi vì mẫu mới nó ra liên tục. Thì phải là những cái hãng lớn nó tiêu thụ được nhiều thì nó mới ra những mẫu như vậy. Và cũng là một cái áo, đúng không ạ? Cái giá trị thương hiệu nó rất là cao,
Cái áo này bây giờ mà thêu cái chữ Phan Anh vào đây thì không ai mua cả, và không ai mua với cái giá 2-3 triệu đồng cả. Đấy, cái giá trị thương hiệu. Thì ý tôi muốn nói ở cái phần chỗ tăng trưởng doanh số là chúng ta phải R&D sản phẩm, chúng ta phải ra sản phẩm mới, chứ đừng cứ bắt anh em sale là ơi các em đi bán đi, các em đi bán đi. Đúng là các em đi bán, đúng là các em phải chăm sóc khách hàng, đúng là các em phải nghiên cứu thị trường, đúng là các em phải nâng cao kỹ năng, vân vân. Nhưng mà sản phẩm nó lởm quá không bán được. Đối thủ bây giờ nó lên đến iPhone 14, 15 Pro Max rồi, bây giờ mình vẫn cứ iPhone 11, iPhone 5, iPhone 7, làm sao mà mình bán nổi? Ý tôi là như vậy. Sản phẩm của đối thủ nó quá là tốt, quá là xịn, nó quá là rẻ. Đó. Đúng không? Đấy, thì làm mới, cải tiến sản phẩm từ 1 cho đến 14, 15, 20 đi. Đấy, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thông qua thương hiệu, thông qua bao bì. Ví dụ như là sắp đến bánh Trung thu rồi, vẫn một cái ruột bánh như thế, nhưng mà các loại vỏ bánh, các loại hộp bánh, các loại khác nhau, có cái bán mấy chục nghìn, có cái bán mấy trăm nghìn, có cái bán mấy triệu. Thì đấy gọi là gì? Phân khúc khách hàng, định vị thương hiệu, chia thành nhiều phân khúc ra, sơi hết, đúng không? Cao mình cũng có một chút, trung mình cũng có, thấp mình cũng có, mình sơi hết cả các phân khúc. Cũng là một chiến lược, nhưng mà ví dụ như là iPhone thì nó chơi chiến lược là nó chỉ đánh phân khúc cao thôi, nó không đánh phân khúc thấp. Nhưng Samsung thì lại đánh rất nhiều các phân khúc. Đó. Thế nên là gì? Làm mới sản phẩm, đổi mới sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa phân khúc cũng là những cái chiến lược mà chúng ta cần phải lưu ý, cần phải áp dụng trong kinh doanh. Đấy. Thế rồi thì combo sản phẩm. Combo sản phẩm là thế nào? Bây giờ mua một sản phẩm thì giá này, hai sản phẩm thì giá này, ba sản phẩm lại giá này, khác nhau. Đấy. Và chúng ta sẽ khuyến khích khách hàng mua nhiều, và khách hàng sẽ chạy trong cái hệ sinh thái của chúng ta. Đó. Và cái giá trị và cái vòng đời của khách hàng càng ngày càng nhiều hơn. Vâng. Tiếp theo, đó, đấy chính là tăng trưởng nhờ chất lượng, trình độ, thái độ và kỹ năng của nhân sự. Vâng. Thí dụ như là chúng ta có nhân sự tốt, nhân sự được đào tạo, kỹ năng bán hàng tốt, dịch vụ khách hàng tốt. Thí dụ như thế giới di động, như điện máy xanh, FPT vân vân, đúng không? Bây giờ nhân viên là gì? Bán hàng, khách vào là để tay lên ngực này, cúi gập người xuống, em chào anh ạ. Thế rồi tôi mua bánh ở bánh mì Tour La Jour thì vào cái là xin chào. Thế là tất cả những bạn nhân viên đang ở trong cửa hàng cũng đều xin chào, xin chào. Nó tạo thành một cái tiếng chào rất là vui vẻ, rất là thích. Thế thì tôi sẽ rất là yêu thích cái lời chào đó, tôi cảm thấy được vui vẻ. Đó. Nhân sự được đào tạo tốt, nhân sự có kỹ năng tốt, nhân sự hiểu về vai trò sứ mệnh của mình và tích cực vì doanh nghiệp, đem trải nghiệm tích cực đến khách hàng, thì họ sẽ tăng trưởng được rất là tốt. Và gần đây thì trong mảng thời trang thì có công ty Yodi, tôi cũng theo dõi thì tôi thấy là Yodi cũng là một công ty có văn hóa doanh nghiệp cực kỳ tốt và nhân sự cũng rất là nỗ lực. Đấy. Tất nhiên ở đâu đó thì nó vẫn còn những cái chuyện này chuyện khác thì không thể tránh được, nhưng mà toàn cục thì chúng ta có thể học hỏi. Rồi, tiếp tục, đấy là tăng trưởng nhờ cái đội ngũ nhân viên kinh doanh mới. Vâng, rõ ràng là bây giờ các cái công ty đang thiếu nhân sự thì chúng ta phải có thêm các trưởng nhóm kinh doanh, các phòng kinh doanh, các bộ phận kinh doanh và nhân viên kinh doanh. Thí dụ như là một cái bộ phận kinh doanh phù hợp thì nó sẽ gồm có các nhân viên kinh doanh, có nhân viên marketing trợ giúp, có nhân viên hỗ trợ kinh doanh, ví dụ như là làm hợp đồng, gửi báo giá, theo đuổi khách hàng. Đấy, để một anh ra chiến trường, một anh ở nhà phải cung cấp những cái thông tin cho khách hàng. Thế thì bây giờ tôi chỉ có trụ sở Hà Nội thôi, bây giờ tôi mở trong Đà Nẵng, tôi mở trong Hồ Chí Minh, tôi mở trong Huế. Đấy, mỗi một phòng ban tôi lại thêm những cái nhân sự nữa. Đấy, thì rõ ràng là cái cơ hội bán hàng của tôi sẽ tăng lên. Nhưng nó cũng không đồng nghĩa là cứ mở rộng nhân sự là sẽ tăng lên đâu. Đòi hỏi là chúng ta phải quản trị tốt, nếu không là chúng ta sẽ chết từ doanh số, chúng ta không tăng nhiều mà chi phí thì tăng quá nhiều. Vâng. Tăng trưởng nhờ các dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn, trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Đấy. Thì chúng ta chia ra các dịch vụ trước bán, dịch vụ trong bán, dịch vụ sau bán, và chúng ta xác định là trước bán nó gồm những cái dịch vụ gì, quy trình của nó ra làm sao, thì chúng ta xây, chúng ta làm. Trong bán cũng như vậy, gồm những cái gì,
xây, thực hiện và sau bán gồm những cái quy trình như nào, gồm những cái dịch vụ gì, được đổi, được trả, được bảo hành, được hỗ trợ, được marketing như thế nào. Đấy, và đem đến cái trải nghiệm tích cực cho người dùng như nào. Một mặt là phải đem trải nghiệm tích cực cho khách hàng, nhưng một mặt khác vẫn phải cắt giảm chi phí. Đấy là cái áp lực và đấy là đòi hỏi là chúng ta phải sáng tạo. Chứ còn nếu mà chúng ta duy trì dịch vụ khách hàng thật là tốt, nhưng mà chúng ta lại không có doanh số nhiều và lợi nhuận không nhiều thì chúng ta bị tăng chi phí. Hoặc là sản phẩm của chúng ta quá lởm, nhiều lỗi, thế nhưng mà chúng ta lại không có dịch vụ chăm sóc khách hàng kịp thời thì nó sẽ dẫn đến làn sóng tẩy chay. Đấy, nên là tùy thuộc vào thời điểm nữa. Thời điểm là xâm nhập hay là đã bùng nổ hay là đã bão hòa hay là đang đi xuống dốc, đúng không? Ví dụ như là xe hơi VinFast, những xe hơi điện thì đang vào giai đoạn xâm nhập. Thì xe thì rất là đẹp. Đấy. Và vận hành thì cũng rất là ok. Tuy nhiên cũng có rất nhiều những cái lỗi lặt vặt, lỗi phần mềm, lỗi phần cứng, lỗi này lỗi kia. Vậy thì họ phải có dịch vụ chăm sóc khách hàng cực tốt thì khách hàng người ta mới chấp nhận một phần nào đó. Thế còn nếu không, bây giờ mua rồi phẩy tay đi, tôi không hỗ trợ đâu, gọi điện không nghe máy, xử lý vấn đề không xử lý, thì tất cả nó sẽ bùng nổ và nó sẽ hủy hoại thương hiệu và sẽ doanh số sẽ không bán được. Đấy, thì như vậy chúng ta phải rất tập trung vào dịch vụ khách hàng và trải nghiệm khách hàng, kể cả trải nghiệm khách hàng chúng ta chưa tốt. Thì có một cái hình minh họa ở đây, các bạn nhìn thấy là 8 rules for good customer service, tức là 8 cái nguyên lý để có một cái dịch vụ khách hàng tuyệt vời, đúng không? Thứ nhất là train your staff, tức là đào tạo nhân sự của mình để họ thấu hiểu, họ hiểu được là phải chăm sóc khách hàng, từ nhân viên kinh doanh đến nhân viên chăm sóc khách hàng đến nhân viên marketing truyền thông nội bộ. Đấy, đúng không? Thứ hai là don't make promise you can't keep, tức là đừng có đưa ra lời hứa nếu như mà chúng ta không thể giữ được. Như vậy trong trường hợp này là chúng ta phải được phân cấp, phân quyền và các chính sách các chính sách mà chúng ta phải phù hợp. Đấy. Thế rồi thì be helpful, tức là hãy luôn luôn có ích, luôn luôn giúp đỡ khách hàng của mình trong cái khả năng cho phép, đúng không ạ? Và trong cái khả năng cho phép, bởi vì chúng ta giúp đỡ khách hàng nhiều thì đôi khi thì chúng ta lại không có chi phí. Nhưng mà ở phương Tây ấy, đặc biệt ở Mỹ, thì họ rất là khuyến khích những người làm nhân viên kinh doanh phải hỗ trợ khách hàng nhiều nhất có thể để đem đến dịch vụ khách hàng tuyệt vời, trải nghiệm khách hàng vô giá, đúng không ạ? Rồi address complaints, tức là cố gắng giải quyết những cái lời phàn nàn một cách hiệu quả, nhanh chóng, tích cực, đúng không? Answer the phone, tức là hãy trả lời hotline nhanh và trả lời vào trọng tâm, trọng điểm, đúng. Rồi thì listen, tức là hãy lắng nghe khách hàng nói, họ nói gì phải lắng nghe xong là phải giải quyết vấn đề, chứ nghe xong lại vứt đấy thì không ăn thua, đúng không? Vâng. Rồi thì throw in something extra, tức là hãy cho thêm, hãy dành tặng thêm cho khách hàng nếu có thể. Vâng. Và take the extra step, tức là lại làm thêm những cái bước khác nữa vì khách hàng, đặt khách hàng làm mục tiêu, đặt khách hàng làm trung tâm. Đó. Mục số 10. Đấy là tăng trưởng nhờ các cái chương trình giảm giá khuyến mại, chương trình phễu, đúng không? Đấy. Ví dụ như là chúng ta có thể làm nhà hàng, đúng không? Chúng ta có thể ra chương trình miễn phí bia, hay là uống bia với giá 1.000 đồng, hay là uống một tặng một. Đó. Đấy. Rồi thì giảm giá, rồi thì tạo một cái phễu, tôi sẽ tặng miễn phí cái gì đó nếu mà các bạn đến đây. Spa thì tôi có thể là gì? Miễn phí làm mặt cho bạn, nhưng sau đó thì tôi sẽ upsell tại chỗ, tôi sẽ cross sell tại chỗ, đúng không? Thì kết hợp với quảng cáo digital marketing, Facebook, Google, Zalo, TikTok, thì chúng ta sẽ cộng với cái chương trình combo, chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá hợp lý nhé. Nếu mà chúng ta giảm giá mà chúng ta không upsell được, chúng ta không thu hút được khách hàng, thì giảm giá của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa, sẽ trở nên lỗ, đúng không ạ? Hoặc là những cái chương trình khuyến mại, quà tặng hợp lý, thí dụ như là tôi bán đồ bầu, đồ đầm bầu, tôi tặng đồ lót bầu rất hợp lý, mà tôi tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm. Hoặc là nếu các bạn không tin thì các bạn Google search
uống một lít bia tặng một lít xăng đấy, hoặc là uống một ly bia thì tôi tặng một cái gì đó. Tôi ra rất nhiều những cái chương trình sub để thu hút cho khách hàng. Vâng. Hoặc là Amazon thì nó có một cái chiến lược kinh khủng, đấy là nó sẽ sao chép đối thủ và bán với giá hủy diệt. Đấy. Nó biết được cái sản phẩm nó đang bán chạy, sau đó nó sẽ bán với giá rẻ hơn. Đấy. Nhưng đấy là sức mạnh của Amazon vì nó sẵn kênh. Thế còn ở Việt Nam thì nếu chúng ta ra sản phẩm mà rẻ hơn đối thủ, chưa chắc chúng ta đã thắng. Đấy. Tiếp theo là đó là chúng ta phải dựa trên cái chính sách và chính sách bán hàng. Nếu mà chúng ta không xây dựng được chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp và thích hợp với thị trường, với khách hàng, tôi khẳng định luôn kể cả sale có kỹ năng tốt cũng rất là khó bán. Đấy. Bởi vì sale đi bán hàng là phải có chính sách phù hợp, mà nếu mà chính sách không tốt, sale sẽ không bán được và rất nản. Thì chính sách ở đây nó gồm những cái gì? Nó rất nhiều thứ. Ví dụ như chiết khấu, ví dụ như giảm giá, ví dụ như giao hàng nhanh hay giao hàng chậm, có bốc hàng cho khách hàng hay không, có dọn kho cho họ hay không. Đấy, chăm sóc khách hàng như thế nào, có tặng quà sinh nhật hay không, bố mẹ ốm có đến hay không, đầy tháng con có đến hay không, ma chay hiếu hỉ như thế nào. Chính sách thanh toán và chính sách công nợ. Đấy, thu hồi công nợ ra làm sao? Đúng không ạ? Chính sách lương thưởng dành cho nhân viên, chính sách đổi trả bảo hành, bảo trì sản phẩm, hỗ trợ cho đại lý về marketing, hỗ trợ cho đại lý về nhân viên bán hàng, hỗ trợ cho đại lý về thị trường như thế nào. Thì tất cả những điều này chúng ta phải được viết ra và đưa vào hợp đồng. Đó, thì điều này chúng ta xây các chương trình bán hàng, các chính sách bán hàng. Đấy, chính sách chiết khấu thưởng, thưởng đơn, thưởng đại lý mới, thưởng tháng đạt doanh số, thưởng quý đạt doanh số, thưởng năm, thưởng xe hơi nếu mà đạt một cái sản lượng lớn, đúng không ạ? Vâng. Các cái chương trình khuyến mại, các chương trình du lịch, các hội nghị khách hàng. Rồi thì mình, đặc biệt là người Việt, là rất là trọng tình cảm. Thế thì chúng ta phải quan tâm đến cảm xúc, quan tâm đến tình cảm và chăm sóc khách hàng theo một cái góc độ rất là tình cảm và nhỏ nhặt thôi. Các bạn đừng nghĩ là giảm 5%, 10% họ thích nhé. Có khi bạn tặng chục trứng gà họ lại thích. Có khi bạn gửi trà sữa cho họ, họ lại thích. Bạn đi du lịch về, bạn tặng bạn họ một chai nước hoa. Vào ngày 8 tháng 3, bạn tự tặng một chai nước hoa cho tất cả các đại lý là nữ. Chai nước hoa Hermes hay là Gucci hay cao cấp hơn nữa. Có thể là những cái hãng nước hoa thủ công. Đúng không ạ? Vâng. Ví dụ như Lebo chẳng hạn, đấy, hoặc là Kilian chẳng hạn, đúng không ạ? Thì nó sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Ngày 8 tháng 3 là như vậy. Thôi thì ngày Tết Thiếu Nhi thì gửi quà cho con người ta. Rồi thì cái ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của họ thì tặng quà cho họ, rồi tổ chức sinh nhật cho họ, vân vân. Trong cái điều kiện mà chúng ta cho phép nhá, phải cho phép. Đấy. Thế cái chính sách bán hàng đột phá là rất quan trọng, cho nên chúng ta phải xây dựng chính sách và thường xuyên điều chỉnh cái chính sách này. Đối thủ nó cũng thay đổi, bạn lên nó cũng lên, bạn xuống nó cũng xuống, bạn cho đi du lịch nó cũng cho đi du lịch, đúng không ạ? Thế thì đấy, mình phải liên tục chiến đấu. Bạn cho nợ nó cũng cho nợ thì làm thế nào, bạn cho đổi nó cũng cho đổi thì làm thế nào, đúng không? Chúng ta phải có sẵn, thậm chí là cho dùng thử, không hài lòng thì tôi lấy lại hàng, không lấy tiền, dùng nếu mà không hiệu quả tôi không lấy tiền luôn. Cam kết bằng hợp đồng, cam kết dài hạn. Đó. Rồi. Tăng trưởng nhờ hệ sinh thái, ecosystem, hệ sinh thái khách hàng bán thêm bán chéo, đúng không? Hệ sinh thái thì chúng ta thấy là Vingroup ở Việt Nam rất là rõ. Đấy, siêu thị bây giờ bán lại cho Masan rồi. Bệnh viện, đúng không? Rồi thì chung cư, rồi trường học, rồi xe hơi, rồi thì du lịch. Rất nhiều các cái thương hiệu Vin. Hay Apple cũng thế. Apple đây như tôi, trước mặt tôi đang sử dụng này, điện thoại này, đúng không ạ? Đấy, đồng hồ này, tôi biết rồi đúng không? iPad này, rồi máy tính đang quay này, rồi tai nghe AirPods này. Để dùng rất là nhiều. Thì cái đấy là khách hàng nó chạy trong cái vòng tròn của hệ sinh thái. Đấy, thì chúng ta sẽ bán được nhiều hơn. Hầu hết những cái hãng lớn, họ đều xây dựng hệ sinh thái.
khi các bạn lớn hơn thì các bạn cũng sẽ xây dựng hệ sinh thái. Đấy, chúng ta nhìn thấy có hệ sinh thái của Amazon, hệ sinh thái của Google, hệ sinh thái của Tencent. Đấy, Việt Nam thì có một số cái tập đoàn cũng có hệ sinh thái, đó chính là Vingroup cũng như là Viettel. Và bây giờ thì cũng có thể có Masan có hệ sinh thái, nhưng mà cũng chưa được nổi bật lắm. Tiếp tục là tăng trưởng nhờ chính sách vĩ mô và pháp luật. Ví dụ như là pháp luật yêu cầu là các công ty phải nộp thuế trực tuyến, thế thì bắt buộc là phần mềm thuế là các bạn cứ thế là bán thôi. Trước đây tôi không cần mua phần mềm thuế, bây giờ bắt buộc tôi phải mua hóa đơn điện tử. Trước đây tôi viết hóa đơn tay, bây giờ nó hóa đơn điện tử. Luật pháp họ quy định. Thế thì trong kinh doanh chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu về luật pháp một chút. Đấy, chúng ta nắm được những cái thông tin đó là chúng ta sẽ quyết định. Hay là bây giờ các cái quy định về chống cháy rất là khắt khe, bởi vì sau là các cái vụ cháy của karaoke, vụ cháy chết người đúng không? Thế thì cửa chống cháy, rồi thì cửa nhôm chống cháy, rồi keo chống cháy, thì mình phải đưa cái tính năng đấy vào thì mình mới bán được hàng chứ. Bây giờ là đắt người ta cũng phải mua, bởi vì là nó có chống cháy, luật người ta quy định rồi đúng không? Đấy, tiếp tục là ý tiếp theo đó là tăng trưởng nhờ nắm bắt nhu cầu thị trường, yếu tố mùa vụ. Đấy, thí dụ như là vừa rồi miền Bắc thiếu điện, và năm nay miền Bắc thiếu điện thì sang năm tầm này miền Bắc cũng vẫn thiếu điện đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy này. Đấy, nhìn đấy, đấy là tháng 7 14:30 đấy, của ngày 14 tháng 7, giữa mùa hè nó nắng thiếu điện, sáng năm nó thiếu điện, các tỉnh sẽ thiếu điện. Thiếu điện thì làm gì? Quạt chạy kiểu gì đấy thì phải bán pin sạc, bán ắc quy, bán máy phát điện, bán rồi cái quạt tích điện, bán quạt trữ điện, rồi bán quạt gió, quạt lạnh. Trời nóng như này toàn 50 độ, quạt làm sao nhanh mát, đúng không? Điều hòa mini, điều hòa bây giờ lắp ở trong nhà không ăn thua nữa rồi, phải có điều hòa mini. Đấy. Thế rồi thì nồi cơm tích điện, ví dụ như là bây giờ rất nhiều vùng người ta không còn nấu cơm bằng bếp rơm, bếp củi nữa, bếp than nữa, người ta nấu điện hết rồi. Thế thì bây giờ ví dụ một cái nồi cơm sạc mà khi mất điện là nó đủ 30 phút, 45 phút nấu được một nồi. Thế là bật cái là xong, thế thì chúng ta cũng có thể bán được, đề phòng khi mà nó mất điện người ta vẫn nấu được nồi cơm. Đấy. Đây là tôi đang nói ví dụ thôi nha. Đấy gọi là nhờ nắm bắt nhu cầu thị trường, yếu tố mùa vụ. Cái này mùa vụ thì thường là chúng ta sẽ sử dụng chiến lược hớt váng. Hớt váng ở đây là trong một kép, có nghĩa là cái váng sữa là cái phần ngon nhất, chúng ta hớt, chúng ta ăn trước. Chúng ta tấn công nhanh, chúng ta rút gọn, rút lui luôn để chúng ta kiếm tiền. Đấy là gọi là hớt váng. Vâng, một số những cái câu hỏi thảo luận, ví dụ như là bạn đã có chính sách tốt chưa? Bạn đã nghiên cứu về chính sách của đối thủ chưa? Đấy, bạn đã so sánh so với đối thủ như thế nào? Bạn có những cái cải tiến nâng cấp về chính sách bán hàng ra làm sao? Đấy, sale hay là salesman hay là sale admin hay là sale leader, team leader đúng không ạ? Sale director vân vân, thì các bạn cần phải biết những cái điều này. Đấy, phải có trong tay tất cả những cái thông tin như vậy. Vâng, cái nguyên lý và động lực để tăng trưởng doanh số tiếp tục là gì? Ví dụ nhờ đối tác, kết hợp đối tác, móc xích với nhau. Bảo hiểm thì đi với ngân hàng đúng không, bán keo thì phải đi với nhôm kính. Đấy, đấy gọi là móc xích với nhau. Đấy, chúng ta ký một cái đối tác hợp đồng chiến lược. Hay là Vingroup muốn lắp các trạm sạc thì ký một phát với dầu khí, thì dầu khí họ sẵn hàng nghìn điểm bơm xăng, thì bây giờ đổi thành điểm sạc pin đúng không? Được. Đấy, nó gọi là nhờ đối tác. Hãy suy nghĩ đi. Đấy. Muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì đi cùng nhau. Vậy nhờ đối tác. Nghiên cứu sản phẩm của mình đi với đối tác nào, đúng không? Đây. iPhone bán ở Việt Nam thì phải thông qua FPT, thông qua Viettel phân phối, thông qua Thế Di Động phân phối thì mới bán được. Đấy gọi là nhờ đối tác, nhờ kênh phân phối, đúng không? Mua bán sát nhập, đấy, mua luôn đối thủ, mua luôn đối tác để cho nó nhanh. Đấy, Vin muốn lên sàn chứng khoán Mỹ, sát nhập với một công ty ở bên Mỹ thì nó mới lên được, còn nếu mà tự còn lâu mới lên được, gọi là mua bán sát nhập. Hoặc là nhượng quyền, nhượng quyền rất nhanh. Đấy, cái cửa hàng
cà phê vừa mới mở được 3 ngày 5 ngày chưa có một cái chút thương hiệu thành công nào, nhưng mà đã nhượng quyền quá trời rồi. Trà sữa Trân Châu rồi thì trà sữa ABC nhượng quyền quá trời luôn. Chạy quảng cáo nhượng quyền luôn. Không biết chạy thuê thầy Phan Anh, thầy chạy cho thầy đến thầy đào tạo cho. Không biết làm nhượng quyền, tôi đến tôi tư vấn nhượng quyền cho. Tôi có bằng luật đàng hoàng mà. Viết hợp đồng xây quy trình chạy cho. Thì nó mới nhanh, đúng không? Chứ còn ngồi đợi mình mở 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 đến bao giờ? Đó, rồi thì tăng năng lực cung ứng sản xuất. Đấy, bởi vì tăng trưởng doanh số mà nhà máy không đáp ứng được thì chết. Thì mình cũng phải nhập thêm máy móc, tăng năng lực cung ứng sản xuất, tăng công suất, đúng không? Đấy. Rồi tiếp tục là các cái sản phẩm và dịch vụ thì phải đột phá. Đấy. Ví dụ như xe hơi, xe điện Tesla và bây giờ xe điện của VinFast, rõ ràng là thị trường không có sự lựa chọn, nó rất đột phá, người ta phải mua. Đấy. Bằng chứng là công ty tôi mới mua xe VinFast VF8 và đó là trải nghiệm, thì nó cũng có những cái thích thích nhất định, có những cái sướng sướng nhất định, nhưng cũng có những cái nó cũng chưa thực sự tốt, lỗi rất nhiều lỗi, rồi đi sạc mất thời gian ABC, nhưng mà dần dần thị trường nó sẽ được giáo dục, khách hàng sẽ được giáo dục. Sản phẩm đột phá thì người ta buộc lòng người ta phải mua, kể cả là giá cao, kể cả là sản phẩm chưa hoàn thiện. Đấy. Quảng cáo truyền thông marketing vã thật mạnh vào, đúng không ạ? Trước đây chưa quảng cáo thì bây giờ quảng cáo. Đấy. Chưa truyền thông, bây giờ truyền thông mạnh lên, báo chí, truyền hình, báo điện tử, mạng xã hội. Chưa làm Facebook thì làm đi, chưa làm video ngắn TikTok, Reels thì làm đi. Đấy. Làm bằng cách nào thì đi học, đến đây tôi dạy cho. Tôi có những cái khóa học về TikTok, về Facebook, về video ngắn, về xây dựng thương hiệu cá nhân, vân vân, đúng không? Rõ ràng là nó tăng trưởng. Đấy, có anh khách hàng của tôi làm đá nhé, đá ốp ốp tường ấy, đá xây dựng ấy, và anh bảo là 80% doanh số của anh ấy đến từ TikTok, thấy kinh chưa? Đấy. Thế rồi có anh làm xây dựng, có anh làm bất động sản, bảo là em khách hàng 40-50% của em bây giờ đến từ TikTok, bán Vin, bán hàng Vinhomes mà cũng bán được ở trên TikTok, rất là tốt, đúng không? Đấy. Xây dựng nhân hiệu cho CEO. CEO là có nhân hiệu mạnh, kênh mạng xã hội mạnh thì bán hàng tốt, thậm chí bán hàng bằng trăm sale luôn. Bằng chứng là như là Elon Musk, đúng không? Bán hàng rất mạnh, rất tốt. Thậm chí ông ta thẳng tay xóa luôn phòng marketing. Tesla là công ty không có phòng marketing và không có hệ thống bán hàng truyền thống, không có đại lý luôn. Ông bán hàng online hết. Và CEO của Tesla gần như là một người có ảnh hưởng cực lớn. Bán rất tốt. Ở Việt Nam thì cũng có một số anh, một số ông, một số chị làm rất là tốt, đúng không? Đấy. Rồi, tiếp tục là bán hàng đa kênh trên Internet. Đấy, Facebook, TikTok, YouTube, website, sàn thương mại điện tử, app này, app kia. Đấy. Rồi thì tiếp tục là phải tập trung nghiên cứu thị trường, tìm ra sản phẩm mới, nhu cầu mới, sản phẩm mới, đổi mới, old news hoặc là renews nhá. Đấy, như bên keo mà tôi đang làm ấy thì ngoài keo silicone tôi bảo thế còn cái keo gì, thế bảo à thầy ơi còn keo này keo kia, thế thì đấy đưa về cùng một kênh đi bạn đi chào, thì thay vì chào một sản phẩm tôi chào ba sản phẩm luôn, đấy, tôi chào năm sản phẩm luôn, nhưng nó cùng một kênh cùng một công, nó không làm đội chi phí nhiều thì mới làm theo phương pháp như vậy, đúng không? Đấy. Rồi thì xây dựng hệ thống bán hàng, hệ thống của mình tự mở hoặc là hệ thống của đi nhờ, đúng không? Đấy, hệ thống chủ sở hữu và hệ thống thông qua cái việc là các đại lý, các nhà phân phối, và quản trị tốt hoạt động bán hàng. Đấy, bao gồm quản trị cái gì? Quản trị sản phẩm, quản trị kho hàng, quản trị nhân sự, quản trị hiệu quả, quản trị KPI đó, quản trị khách hàng, tất cả những cái dữ liệu mình phải có, các vấn đề mình phải có. Đấy. Và muốn tăng trưởng được doanh số thì một trong những nguyên tắc đấy là mình phải ăn thị phần của đối thủ. Đôi khi thị phần nó không gia tăng mà nó chỉ biến mất từ người này sang người khác, cho nên mình ăn thị phần của đối thủ. Đấy, có thể mình sẽ tấn công trực diện hoặc là gián tiếp vào thị trường của đối thủ, vào khách hàng của đối thủ để mình lấy, đúng không ạ? Mình chơi những cái đòn chí mạng, đúng không? Mình chơi những đòn quyết liệt để mình ăn thị phần của đối thủ. Còn nếu mà mình muốn là thị phần nó nở ra, khó lắm. Thị phần nó chỉ có như vậy thôi. Mình bán là đối thủ không bán, đối thủ bán là mình không bán. Vậy mình phải nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn, chính xác hơn,
đúng không ạ, và quyết liệt hơn, xoay chuyển tình huống thông qua chính sách, thông qua marketing, thông qua kỹ năng, thông qua việc mở rộng. Và tiếp tục là dự báo quản trị rủi ro. Ví dụ như dự báo về xu hướng Covid thì mình phải thu lại, kinh tế khó khăn mình phải rất thận trọng khi mở rộng, đúng không? Mình vẫn mở rộng nhưng mình phải thận trọng. Và nhìn thấy cơ hội có đánh được hay không, có dòng tiền để đánh hay không. Bởi vì mình mở rộng ra, nếu mà không có dòng tiền là mình sẽ chết. Đấy, và mình không quản trị được dòng tiền, mình đi vay đi mượn là mình sẽ chết. Được chưa ạ? Đấy. Thì tôi vừa trình bày với các anh chị các bạn khoảng, tôi không liệt kê hết nhưng đâu đó khoảng hơn 20 cái phương pháp, cái nguyên lý hay là cái động lực để giúp một cái phòng kinh doanh có thể tăng trưởng được doanh số. Hầu hết đấy là những cái cách mà cơ bản chúng ta đang sử dụng. Và trong từng cách này thì các anh chị, các đội nhóm, các phòng ban là phải viết ra và thảo luận sâu là mình đang sử dụng cách nào và nó đạt được đến cái đẳng cấp nào rồi, cái level nào rồi. Từ đó mình đưa ra giải pháp tiếp tục. Được chưa ạ? Vâng. Ok, thì tạm thời cái video này dừng ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục sang phần 3, 4, 5 sau. Bởi vì cái video này nó cũng rất là dài rồi. Được chưa ạ? Vâng. Xin chào và xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video nói về việc là xây dựng phòng kinh doanh, bộ phận kinh doanh hiệu quả. Và nội dung của video đầu tiên là dựa trên các nguyên lý và động lực tăng trưởng doanh số trong phòng kinh doanh. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo. Nhớ theo dõi.